Rồi, chào các bạn đến với cái video thứ hai trong cái chuỗi uh, video nói về cái thuộc uh, cái khung tên trong ePlan Thì phần 2 này sẽ là cái phần Project by Property Trong cái video trước thì các bạn uh, chưa hiểu cái vấn đề gì thì các bạn có thể uh, comment ở dưới cái phần bình luận uh, Phần bình luận của Youtube uh, Mình thấy cái nào mà các bạn hay hỏi nhiều thì mình sẽ làm một cái video Mình sẽ nối tiếp vào cái chuỗi video luôn để giải thích các thắc mắc cho các bạn hoặc những cái vấn đề nào mà nó không uh, quá phức tạp thì mình sẽ học trong phần mô tả mình sẽ làm một cái cái phần là FAQ có nghĩa là phần uh, hỏi và trả lời uh, những những câu thường thường hỏi của bạn thường hỏi thì mình làm ở đó cái nào đó phức tạp thì mình sẽ làm video luôn để các bạn dễ hình dung rồi ok cái phần thông tin dự án và thông thuộc tính thuộc dự án và thuộc tính của trang thì ở dưới này phần thông tin nó phục vụ cho cái phần là mua thông tin của khung bản vẽ. Thì trong này á chúng ta thấy người ta để rất là nhiều cái thông tin của à, dự án, ví dụ như modification date rồi name rồi vân vân. Đó. Rồi company name, by description, drawing number vân vân và vân vân. Thì những cái thuộc tính này á mình sử dụng như thế nào trong trường hợp nào? rồi ok trước tiên á trong iplan e á tất cả những cái thuộc tính này mà muốn chèn vào khung bảng vẽ thì nó sẽ nằm ở cái phần là insert là special test và project property hoặc property thuộc tính của dự án hay thuộc tính của trang mình phải phân biệt trước được hai cái cái định nghĩa này để khi mà mình cần tìm thuộc tính mình phải nhớ ngay là mình phải tìm trong mục nào chứ không các bạn lấy nhầm các bạn điền thông tin thì nó sẽ không xuất hiện ra rồi thông tin của dự án ví dụ như là project name, project description, total number of page, page's à, thông tin của dự án nè, project name nè, rồi mô tả dự án nè, tổng số trang của dự án này, đây là những cái thuộc tính của dự án, rồi thuộc tính trang nè, ví dụ như page number nè, page name, page number, page description, tên trang, số trang, rồi mô tả của cái trang, thì nó là thuộc tính của trang thì để có một cái định nghĩa dễ hiểu hơn khi phân việc hai cái này á, thì mọi người nhớ một cái mẹo có nghĩa là gì thuộc tính của dự án á, thì từ trang này qua trang kia nó xuyên suốt nó giống nhau hết ví dụ như tên dự án ở dưới khung tên tên dự án hoặc là tên company có nghĩa là tên công ty của các bạn hoặc là tên của khách hàng rồi à, à, mô tả của dự án chẳng hạn thì ở trang nào nó cũng giống nhau hết thì nó là thuộc tính của dự án thuộc tính trang nó chỉ có giá trị ở trang đó thôi và qua trang khác có thể nó giống có thể nó khác ví dụ cái trang này các bạn đang vẽ về single line đúng không các bạn ghi là single line schematic có nghĩa là sơ đồ single line sơ đồ một sợi nhưng mà qua trang tiếp theo các bạn lại vẽ single line tiếp tục thì vì trang đầu tiên chưa thể hiện hết thì mình vẫn điền bay description đó là single line schematic đúng không nhưng mà qua trang thứ ba mình lại vẽ là multi line schematic mình vẽ cái mà mạch đấu nối chi tiết thì lúc đó mình vẽ là mạch incoming mạch uh, điều khiển động cơ mạch nguồn vân vân gì đó thì cái bay điều lúc đó nó khác rồi đó thì lúc đó mình phải xác ta là bay điều là thuộc tính trang thì ở đây nó có cái chữ bay là quá dễ cho chúng ta phân biệt đó nhưng ví dụ khi mà mình mở một cái khung tên lên mà mình không biết cái thuộc tính đó là cái thuộc tính trang hay thuộc tính dự án thì điều dễ nhất là cái bạn kim double click vào cái thuộc tính đó mở lên mình thấy ở đây là gì bay property nào mình mình muốn bắt chước cái khung tên của người ta, cách tạo khung tin dễ nhất là mình bắt chước của người ta. Thì mình sẽ thấy là bay property. nó Rồi. Cái này là cái test nha. Test nè, hai chấm này modification nè, đó. Thì là cái test thông thường, có nghĩa là cái header, có nghĩa là cái tiêu đề của cái bảng thì nó sẽ là cái test các bạn cứ đánh test bình thường. Rồi. À, mình ví dụ một cái thuộc tính khác. Modification test Modify cái nó là Bay Property Thuộc tính này là thuộc tính gì? À, khi mà cái trang này nè mình mở lên mình sửa Thì tự động cái con số này nè Cái thuộc tính này, này nó sẽ cập nhật cái ngày Mà mình sửa ở trang đó Những trang khác mình không sửa Cái 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 thông tin này nó không thay đổi Ví dụ hôm nay là ngày 18 đi chẳng hạn Mà mình sửa trang này Thì cái trang này tự động nó sẽ hiển thị lên là ngày 18 nhưng mà ở những trang trước á mình mình chỉ sửa ngày ngày 16 thì thì nó vẫn hiện giá trị là ngày 16. Đó thì giá trị nó khác nhau mỗi trang thì nó là thuộc tính bay property. Rồi job number cách duy nhất mình mở lên mình sẽ thấy là gì project property. Đó mình mình thấy ngay luôn. Rồi trong cái khung tên mặc định của template IEC nó có cái góc chỗ này là trang số bao nhiêu tên trọng số trang đúng không? Thì mình về là bay name nè đó rồi cận dưới này là số thứ tự trang tên trọng tổng số trang thì tôi 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 thò number of pages thì mình có nói ở trên rồi là đây là cái thuộc tính của dự án thì nó sẽ đếm tổng số trang của dự án thì sẽ tổng số trang của dự án thì trang nào nó cũng giống nhau không phải cũng giống nhau còn số thứ tự nó mới khác nhau đó thì số thứ tự mình sẽ mở lên thì mình thấy gì counter bay number nó nghĩa là nó đếm này. Nó đếm số trang này trang một trang hai trang ba trang bốn trang năm thì nó là mỗi trang con số này nó sẽ mỗi khác nên ở đây nó thuộc tính của nó là bay property đó thì khi mà mình phân biệt được bay property và project property rồi thì khi mình chèn thuộc tính vô mình thúng thêm thuộc tính vô khung tên để mình thể hiện nội dung ở đây thì mình vào insert lúc đó Special test thì mình sẽ thấy là gì project property và bay property cái column test và row test thì ở video trước đã có đề đã có đề cập đến rồi rồi tiếp theo sau này á mình đã biết được vị trí của những cái thuộc tính là project và bay á thì khi mình điền thông điền nội dung cho nó á, thì mình vào đúng vị vào đúng nơi ví dụ mình muốn điền thông tin của dự án thì mình kích chuột phải lên đầu trang lên đầu tên dự án này mình chọn property thì ở đây mình sẽ điền tên mình sẽ điền tên nó mình điền tên công ty của mình là abc company gì đấy Uh, đây là mô tả của dự án nè đúng không company training gì đó vân vân rồi đó đây là các bạn thấy không đây là project property ok đúng không rồi điền uh, thông tin các bạn cần ở đây rồi nhưng đối với thông tin của trang á thì mình phải vào cái trang đó mình mình mở nó lên rồi kích chuột phải lên cái trang này chọn property thì ở trong trang á, thì mình chỉnh được là cái structure của trang nè full bay name của nó nè structure của nó nằm ở đâu nè đấy rồi cái bay description ví dụ như đây là trang demo demo bay 1 chẳng hạn thì mình phải vào đây đấy thì lúc đó bay description nó mới hiện ra là cái demo bay 1 Rồi cái phần Bay Project Property và Bay Property thì có nói sơ bộ như vậy rồi. Nhưng có một số trường hợp cái thuộc tính của Bay Property và Project Property nó cũng giống nhau luôn. Thì khi mà mình mình phải chú ý cái điều này. Ví dụ Insert Special Test chọn Project Property. Lúc này mình muốn in tràn vào trong khung tên một cái thuộc tính nó tên là User Supplementary field 1. Đây là những cái thuộc tính mà người dùng tự định nghĩa. Đúng không? Rồi mình tự định nghĩa mình muốn thêm giá trị nó thì mình có thể điền sau. Nhưng insert special test bay property mình cũng hoàn toàn có một cái biến tương tự một cái thuộc tính tương tự user supplementary field 1. Field 1. Đó. Hai cái này tên giống nhau nhưng cái thuộc tính này á, nó là thuộc dự án thuộc tính này nó chỉ thuộc trang khi bạn điền qua trang khác nó không có xuất hiện không xuất hiện hoàn toàn không xuất hiện nha Đấy, không xuất hiện rồi khi mà muốn điền cái thuộc tính dự án user 1 thì mình của là dự án thì mình vào đây mình chọn property user supplementary field 1 field 1 nó nằm đây nếu các bạn chưa thấy nó xuất hiện trong cái bảng này thì mình bấm New Mình tìm tới cái chỗ đó và mình mua OK mình lấy ra Đúng không? Có nghĩa là đây thì nó là thuộc thực tính của dự án Rồi thuộc tính User sub Supplementary Film, Film một này Cũng giống tiền luôn nhưng mà nó của trang Thì tương tự vào trong trang mình cũng sẽ có cái chỗ điền đó nằm ở đây đó giá trị nó khác nhau hoàn toàn ví dụ như mình đây mình đây là mình điền à, 888 chẳng hạn à. rồi trên thuộc tính của dự án mình điền chỗ này là 111 ok đúng không rồi mình sẽ demo cho các bạn thấy được cái sự khác biệt luôn mình tắt cái khung tên này đi mình đồng bộ mình đồng bộ ha rồi mình sẽ cài đặt đấy thì khi tại vì dự án đang khai báo cái khung tên demo một nha thì còn thấy không cái trang này nó sẽ là nó sẽ hiện luôn là 111 nó hiện 888 đây là dự án đây là của cái trang này nhưng ví dụ giả sử mình copy cái này ra thêm một trang nữa là trang số 8 rồi mình demo mình ghi là demo B2 đi chẳng hạn đó rồi do not modify luôn thì lúc này mình copy ra mình hoàn toàn sửa cái này thành 999 và thấy không? Thì cái này là thuộc tính của trang, mình khai báo cho nó 999 nhưng mà trang này á, giá trị của nó là 888. Còn cái này là 111 thì dưới này nó cũng là 111 tại vì nó là thuộc tính của dự án. Giả sử cái 111 này mình đổi nó thành 000. Thì tất cả các trang nó sẽ thay đổi theo luôn, thành là thành 000. Đó, cái này cũng 000 luôn. Nên tóm lại trong cái video thứ hai nói về thuộc tính của test thì các bạn chú ý hai điều thứ nhất là phải phân được phân biệt được cái phần thông tin mà mình thể hiện ở dưới phần nội dung của công ty này nó là thuộc tính dự án hay thuộc tính trang thì lúc đó mình vào mình insert cho nó chính xác cái thứ hai là cái thuộc tính nó trùng tên nhưng mà mình phải xem cho kỹ khỏi nhầm lẫn nữa là thuộc tính nó nó dự án hay là thuộc tính của trang có rất nhiều thuộc tính trùng trùng tên với nhau nên khi các bạn insert các bạn chú ý nếu các bạn điền giá trị mà thấy nó không xuất hiện điền property điền giá trị value vào cho cái property nhưng nó không xuất hiện thì mình phải nghĩ đến trường hợp còn lại cái đó là mình chèn cái thuộc tính nó bị sai thì video thứ hai trong cái chuỗi à, video về khung tên tới đây là kết thúc thì các bạn có cái những cái câu hỏi nào thì cứ bình luận phía dưới mình sẽ làm cái phần FAQ hoặc là nếu nó phức tạp mình sẽ làm một cái video khác rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi